Trẻ trăm năm hạnh phúc. Sau cùng, nhân dịp đầu năm mới, tôi xin thay mặt gia đình kính chúc quý vị cùng hai bên gia đình, thân bè quyến thuộc của hai bên gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chú Tư Nguyễn và gia đình họ nhà gái chúng tôi. Bác Pierre Neil cùng có đôi lời đại diện phát biểu. Họ nhà trai đã chúc quý vị rồi và chúc cô dâu chú rể rồi. Tôi chỉ có đôi lời đại diện cho bên gia đình, bên nhà gái. Xin chúc quý vị có một đêm vui vẻ với gia đình chúng tôi. Và cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ quý báu của quý vị để tham dự buổi lễ tân hôn của con gái chúng tôi. Tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn hai họ nhà trai và nhà gái. Xin mời hai họ cùng trở về bàn danh dự. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chứng kiến vũ điệu đầu tiên của đôi Tân Lan và Tân Gia Nhân. First dance with the song On Of Me. Please, một tràng pháo tay cho first dance of tonight. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so